mình sẽ di chuyển cái góc máy cho nó dễ coi nhất. Thank you.
cái lỗ nó thoáng, để khi mà lấy cái xử lý cái nhân bụng này nó sẽ ra hết cái phần chân luôn. Do đó trong cái lúc mà Trang, nhân viên của Trang đang chích cái mụn á, thì Trang sẽ quay cái cam qua một cái chỗ khác nha, để cho Facebook á là nó nhận diện mình sử dụng cái vật sắc nhọn á, thì nó sẽ block cái file này của Trang. Thành thử ra là mọi người đợi chút xíu, khi mà mình thấy là nó hơi bị nhẹ nhẹ, mọi người là Trang đang quay cái hướng khác nha. Thank you.
sẽ cho mình xem cái mụn của mình là bao nhiêu đó. Cho nên là nhiều khách hàng tới họ nói ủa sao người ta đâu thấy người ta bị mụn gì đâu mà sao làm xong rồi cái mụn nhiều quá nhiều đó. Cho nên là những cái mụn chúng ta không có nhìn thấy được nha, đặc biệt đối với lại mụn ẩn đó, mình sờ vào thì mình thấy cái da mình rất là còn, nhưng mà mình lại không nhìn được là cái mụn ẩn nó nằm ở đâu. Tại vì cái mụn ẩn nó khó một cái là cái miệng của nó rất là khó để nhìn. Ok em, nên cho nó thật sự rất là tự tin luôn, là tất cả các kỹ thuật viên ở bên nhà của Trang các bạn lấy mụn rất là giỏi nha, xử lý mụn cực kỳ giỏi luôn. Tại vì thường bên Trang chính của Trang luôn á là về riêng về mụn rồi, thành ra là mỗi một ngày các bạn chỉ là làm ngày nào cũng phải có mấy ca, mỗi một bạn các ít nhất các bạn phải có 4-5 ca mụn. Cho nên là do đó là các bạn đã nhìn rất là quen, đặc biệt phải là các kỹ thuật nữa. Thank you.